Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bấm TV Điện Máy Trang Huề. Thì gọi là sau bao nhiêu ngày chờ đợi mong mỏi, các bác hôm nay bên em đã về được cái con máy Hukan chuyên vít này. Hukan chuyên vít, con Hukan X1 các bác nhé. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Nói chung là về nói về thương hiệu Hukan thì các bác đã biết rồi, nó là trong một trong những thương hiệu hàng chính hãng, chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Nói chung là nằm trong phân khúc tầm trung, giá rẻ đó nhá. Hàng cực ngon, nói chung là ngon, bổ, rẻ. Thì một bộ sản phẩm như thế này, con chuyên vít này của Hukan này, sẽ bao gồm là một thân máy này. Thân máy của nó, con này là đầu là cực kỳ là to, có búa tự động nhá. Búa tự động luôn, khi các bác bấm vít thì nó sẽ tự động búa nhá. Và thực dòng động cơ từ không than nên máy khá là khỏe. Có đèn, hàng đèn báo pin và hàng đèn báo tốc độ. Tốc độ có hai tốc độ này. Đấy, và hàng đèn báo pin các bác nhá. Thì bộ sản phẩm của con này sẽ bao gồm là một thân máy này, hai cục pin. Đặc biệt là con máy Hukan X1 Pro nó sẽ ưu ái hơn. Con này là nói chung là nó là đứa con đi đầu của Hukan, đứa con đầu lòng, nó sẽ mọi sự tinh túy người ta sẽ dành hết cho con này. Đấy, thì nó sẽ được bao kèm cho các bác là một cục pin 15 cell. Nói chung là các bác bắn vít bắn tôn trên máy thì gọi là bao phê bao sướng mà nguyên ngày, gọi là khỏi sợ hết pin luôn. Đấy, học của pin này các bác sử dụng nguyên ngày cho em. Cái đầu chuyên vít này giữ mũi vít cực kỳ chắc chắn luôn cho em. Các bác có thể cắm trực tiếp mũi vít vào đây và các bác khoan không sợ bị rung lắc các bác nhé. Đặc biệt là các bác muốn khoan thì có thể là cắm mũi khoan đa năng và khoan trực tiếp cho em, khoan bê tông nhé. Thì con này các bác có thể dùng để gọi là bắn chuyên, để bắn vít bắn tôn, hoặc là chuyên vít chuyên tôn các bác lên cho em con này. Nói chung là cái cục pin của nó cục pin 15 cell, dung lượng khá là lớn, thì các bác có thể xài bắn trên cao trên mái này, không sợ bị lo hết pin, không sợ vấn đề hết pin phải xuống dưới sạc pin rồi là thay pin này kia đâu. Đấy, mà cái đầu vít thì giữ mũi vít cực kỳ là chắc chắn này, nam châm giữ vít cực kỳ chắc chắn luôn. Con chuyên vít thì nói chung là riêng về một con máy, nó là chức năng gì thì nó sẽ gọi là tận dụng được tối đa cái hiệu quả của công việc nhá. Thì con này con chuyên vít thì các bác bắn vít bắn tôn thì cực kỳ là sướng luôn. Thì sau đây em sẽ thử cái bắn vít của con này cho các bác xem nhá. Đây, em sẽ lắp cái đầu tôn vào, em thử bắn cho các bác xem luôn. Trước tiên thì em sẽ thử bắn cái con bu lông Hukan X1 Pro. À quên nhầm, cái con chuyên vít X1 trên cái sắt, à quên cái tấm gỗ này. Dày 6 ly nhá, 6 sen nhá. 6 sen quá nhá. Đây, em thử luôn cho các bác xem nó có khỏe không. Nó có khỏe, có đủ mạnh, đủ lực để các bác có thể bao công trình chiến được không nhá. Em sẽ thử với con đây. Em đã lắp được một cái đầu từ tôn của bốt này. Em sẽ thử luôn trên con này. Em sẽ thử cái ốc dài 5 phân đi. Có lẽ 6 phân, thử ốc dài 5 phân hoặc 7 phân là ok các bác nhá. 5 phân đây. Em thử một con ốc 5 phân, một con ốc 7 phân cho các anh xem. Một con ốc 5 phân và một con ốc 7 phân này. Con 5 phân này em vừa mới rút tại đây ra này. Đây nhá. Nói chung đảm bảo cực kỳ ngon cho các anh luôn. Chọn những chỗ mà không có cái mũi sẵn đây. Ok. Đó, cực kỳ khỏe, mũi 5 phân nhá. Thử sang cái mũi dài 7 phân luôn. Đây nhá, 7 phân này sẽ kịch đốt này. Kịch đốt thì nó sẽ quá con này này. Ok, quá là ngon. 7 phân còn xuống cái này nữa rồi. Đấy, nhấc lên không được. Ok chưa các bác? Cực kỳ ngon nha. Rồi em sẽ thử qua cái sắt hộp cho các bác xem. Thử bắn tôn trên cái sắt hộp này cho các bác xem nhá. Đau dã man, rất là nhiều cái ốc em đã thử rồi. Chi chít, rất trông khổ thân cái con này. Ok, để em sẽ thử luôn. Đấy, kịch đốc luôn. Con này cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đây này, em bắn ở ngoài cạnh này. Đấy, ngoài cạnh thì nó còn gọi là nó dày hơn ở bên trong lòng nhá. Đây, cực kỳ ngon luôn. Còn chuyên vít này nói chung là toàn bộ sản phẩm đầy đủ. Cái con Hukan chuyên vít này, Hukan chuyên vít của X1 Pro các bác nhá. Thì một bộ sản phẩm của nó sẽ là một thân máy này, hai cục pin, một pin 10 cell, một cục pin 15 cell, một sạc bàn, một hộp đựng. Và em sẽ dành tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên là hai mũi khoan đa năng chuôi lục giác nhé.
Đấy, để các bác về có thể tận dụng được tối đa cái chức năng con này để có thể khoan bê tông được các bác nhé. Thì một bộ này chỉ bên em hôm nay xin phép bán, nói chung là giá cực là sốc, cực kỳ sốc cho các bác nhé. Cái hàng này là sản phẩm mới năm 2021. Nói chung là riêng cái dòng thương hiệu Hukan thì các bác đã trải nghiệm rồi, các bác đã biết về cái chất lượng của nó rồi. Thì hôm nay xin phép bán cho các bác chỉ với giá là 1.250.000. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc, canh nhận hàng, canh được kiểm tra hàng, được test hàng đầy đủ trước khi toán cho em. Bên em đã miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Canh mua hàng thì chỉ cần cho bên em số điện thoại, địa chỉ, thì bên em sẽ ship hàng đến tận nơi các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán cho em. Và đặc biệt mua hàng bên em thì các bác không cần phải cọc hoặc là không cần phải chuyển khoản bất cứ một đồng nào hết. Các bác chỉ cần cho bên em số điện thoại là bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho các anh. Và các anh xem video thì nhớ là cho em xin một nút like hoặc là đăng ký kênh để có thể theo dõi được video mới nhất hoặc những livestream mới nhất của nhà em nhé. Vậy xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.